tự nhận con dâu, cháu dâu của lãnh đạo rồi lừa đảo tiền tỷ. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1991, trú thôn Duệ Đồng, thị trấn Liêm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua kết quả điều tra xác định, Mai quen biết chị X từ lâu. Cuối năm 2021, biết chị X đang muốn xin cho em trai là NTD vào làm ở Cục Hải quan Bắc Ninh, mặc dù chỉ là lao động tự do. Nhưng Mai nói với chị X, bản thân là con dâu tương lai của một lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và là cháu dâu tương lai của Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh, có thể xin được vào làm việc tại Cục Hải quan Bắc Ninh. Để tạo niềm tin cho chị X, Mai lập nhiều tài khoản Zalo giả mạo của những người có chức vụ, quyền hạn và người thân thích của những người này, tự nhắn tin vào các tài khoản đó rồi chụp lại tin nhắn gửi cho chị X. Tin lời Mai, từ cuối năm 2021 đến cuối năm 2023, chị X đã nhiều lần chuyển cho Mai tổng số hơn 8,7 tỷ đồng để nhờ Mai xin việc cho anh D, em trai chị X, để vào làm ở Cục Hải quan Bắc Ninh. Tuy nhiên sau khi nhận được tiền, Mai đã sử dụng hết để chi tiêu cá nhân, không làm gì giúp cho chị X như đã hứa. Chị X đã nhiều lần tìm gặp, đòi tiền, nhưng Mai không trả nên đã làm đơn trình báo cơ quan điều tra. Với các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra BC02 Công an tỉnh Bắc Ninh đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Mai về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự. Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai theo quy định. Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Nhớ nhấn chuông đăng ký để xem những tin tức mới nhất nhé!